Nope. Nope. Hai con. Nó đẻ giống con đá vậy. Bỏ lên mình xui. Lâu lại tóc có cái kia nè. Đấy, trời ơi. Trời. Nói vậy chứ nó đâu có lại đâu. Nói vậy chứ nó đâu có lại đâu. Chui vô quần luôn nè. Đó, chui vô quần đi ấy, đã lái mình đã. Chỗ toàn lay quay đây không vậy ta? Con cu thơm quá à. Không có gì. Con cu thơm quá nó chui vô cu. What the hell? Cũng như cái máy vậy. Nani? Đứa bọn chỗ. Đó là đứa bọn chỗ. Ngồi nó thích ngồi nhà. Thích được nhà. Nó kiếm chỗ vô nhà kìa. Nó quá trời khùng. Đó, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Cái con này muốn kiếm chỗ nữa nè. Con này kiếm chỗ vô nhà kìa. Quá trời khùng chuột đó. Thấy chưa? Con này mập quá. Nó kiếm chỗ vô nhà kìa. Chờ tí để làm cái cầu hai cho nó nhé. Không sao đâu, hai chị kỳ quá. Anh hai chị kỳ quá, đừng khóc. Thấy chưa? Thôi. Không sao hết hồn hết rồi. Nó có lên được đâu, con này mập quá. Vì mập thì vì lùn nữa. Kìa, nó kiếm chỗ nó lên, vậy con mở cửa rồi nó lên rồi. Con buông đi cho nó coi leo lên. Đó, thấy chưa? Nó còn kiếm chỗ vô nhà. Đó, thấy chưa? Nó cũng kiếm chỗ vô nhà. Chưa.